Một chiếc son không thể thiếu cho các bạn nữ khi đi ra đường. Matte Lip là dòng son đang được các bạn nữ rất là ưa chuộng. Các bạn có thể mang theo khi đi chơi, đi du lịch hoặc là tham dự những cái buổi tiệc tùng sang trọng đều rất phù hợp nha. Ta-da! Và đây là những thỏi son của nhà Matte Lip. Đầu tiên là về thiết kế này. Thiết kế của thỏi son này thì thon gọn, sang trọng, thời thượng, dễ mang theo bên người lắm nha. Cái màu son bên trong á, nó trùng với cả cái vỏ bên ngoài nên giúp chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được nè. Son lên màu á, thì chuẩn đẹp, không có gây cái hiện tượng mà vón cục trên môi đâu nha. Điểm mấu chốt tạo nên sự thu hút đó chính là khả năng giữ son lâu, từ 7 tới 8 tiếng mà không hề bị chảy son ngay cả khi tiếp xúc với nước. Đặc biệt khả năng lên màu chuẩn, chất son mịn lì như nhung, siêu mỏng nhẹ, nổi trội hơn rất nhiều so với giòn son bóng hay son tin. Nhìn vẻ bề ngoài với thiết kế sang trọng, thời thượng, thon gọn, dễ dàng mang theo bên người. Khi nhìn vỏ bên ngoài, màu son trùng với vỏ son giúp phái đẹp nhận biết dễ dàng hơn. Màu son mềm mượt tự nhiên, đi kèm đó là khả năng giữ môi không gây ra hiện tượng khô môi hay nứt nẻ bong chóc. Khi lựa chọn son với bảng màu đa dạng phù hợp với mọi loại da, trong đó có 4 màu nổi bật nhất đó là màu đỏ ruby, đỏ cam, hồng đất, cam đất. Dòng son này thì có bảng màu rất là đa dạng, phù hợp cho các làn da từ da trắng cho tới da sẫm màu. Và đây là 4 màu son nổi bật. Đầu tiên là màu đỏ ruby này, đỏ cam, cam đất và màu hồng đất. Và đây cũng là 4 màu son mà mình rất là yêu thích. Và khi bạn mua một thỏi son lì Matte Lip tại nhà mỹ phẩm Enro, các bạn sẽ được tặng một tẩy tế bào chết như thế này, giúp trị thâm môi, làm căng hồng, mềm mịn môi. Hãy liên hệ ngay số hotline 0945 748 388 để được tư vấn và đặt hàng son Matte Lip ngay thôi nào.